Kính chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn hồi lần đặc biệt của Đài VOV. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến một chương trình cũng khá đặc biệt và cũng rất là vui nhộn, bởi vì đang chuẩn bị đến một cái cuối tuần này, ngày thứ sáu tới đây, một chương trình cũng ra mắt cùng quý vị đồng hương tại thành phố Houston, cũng như là rất là nhiều các công ty địa ốc và những công ty liên quan trong lĩnh vực địa ốc sẽ có một buổi họp mặt. Và hôm nay trở lại lên với làn sóng những khuôn mặt quen thuộc, nhưng mà những vị trí mới sau cuộc bầu cử của Hội Địa ốc vừa qua. Chúng tôi mời quý vị cùng chào đón chị Lily Minh Tâm Đỗ thuộc công ty DT&T Management và chị An Trần là từ công ty Apogee Properties. Mời hai chị cùng có lời chào. Lily Minh Tâm xin kính chào đến quý khán thính giả đài truyền hình BYN TV. Dạ, An Trần xin kính chào quý khán giả của đài BYN, chào anh Bình, chào chị Lê Thị. Hôm nay hai cô này thấy rồi, sôi nổi sự yên lên, làm sao cái nhỏ nhẹ lại. chưa tới giờ. Chưa qua mất mà. Nhưng mà kính thưa quý vị, một tin vui cùng chia sẻ với quý vị thì sau buổi họp của đại hội địa ốc tại thành phố Houston ngày mùng 4 tháng 3 năm 2016 tại Canvas Cafe Bistro thì đã có một cái cuộc bầu để mà bầu ra những người lãnh đạo mới của hội, thì cá nhân chúng tôi được bầu làm chủ tịch của hội, và chị Lily Minh Tâm là được với số phiếu cao thứ nhì để là vị trí là phó chủ tịch, và chị An Trần đó là trong vai trò là tổng thư ký. Thật ra thì hội địa ốc thì không biết là các bên Lily Minh Tâm với lại bên An Trần thì sinh hoạt trong những năm tháng qua thì cho một chút về về hội, có những người tiền nhiệm ra sao hoặc là hoạt động từ bao lâu? Thật sự ra thì Vera nói riêng và hội địa ốc Việt Nam nói chung đã có từ năm 2005, tất nhiên là hơn 10 năm trước anh Quốc Bình, thì người đầu tiên mà đứng vai trò chủ tịch của hội địa ốc là anh Adam Lâm Trần, thì được một thời gian hội hoạt động cũng rất là active, rất là sôi động, nhưng rồi vì chuyện gia đình này kia thì gác lại, thì sau này thì chuyển lại cái chức chủ tịch qua tới anh Thiện Phạm, và rồi tới luật sư Christopher Minh Ý Phạm. Và bây giờ anh là người chủ tịch thứ tư của hội đó Houston Vera. Vâng, dạ. Cũng phải nói là cái thuở đầu mà lúc mà thành lập hội địa ốc á, thì chúng tôi cũng được nhớ là hội đó cũng tổ chức tại Ocean Palace. Đúng rồi. Với rất là đông. 100 bàn đó anh Bình. Dạ, lúc đó là 100 bàn. Rất đông các agent, rồi những người thân hữu, bạn bè, đồng hương nữa. Cho nên hồi đó là phải nói là một chương trình thành công. Nhưng mà cũng phải nói là trong những năm tháng gần đây đó, thì với cái sự bận rộn của mỗi lịch của mỗi người đó, thì có vẻ như là hội mình cứ gọi Vera, nhưng đó là viết tắt của chữ Vietnamese American Real Estate Association đó, thì coi như là hơi vắng bóng một chút, với ít không có hoạt động. Thì cho nên là anh em chúng tôi với cái vai trò được bầu ra thì cũng bắt đầu gọi là khởi động máy lại trong những ngày tháng qua, thì mời An có một chút cập nhật là chúng ta đã bắt đầu làm những công việc gì rồi. Dạ, thì mình vừa qua đó thì tụi em có một cái lần meeting để mà tập hợp lại với lại tất cả mọi người trước đây đã từng là member của Vera, để mà chuẩn bị cho lần ra mắt này, là để mà làm dạ tiệc ra mắt với mọi người cái ban chấp hành mới. Thì tới đây ngày 10 tây tháng 6 thì chúng em sẽ có cái buổi tiệc để mà ra mắt ban chấp hành mới. Dạ vâng, và cũng như là An cũng đã rất là bận rộn trong ngày tháng qua, coi như là cũng phải vấn đề giấy tờ soạn sắp xếp lại, rồi những vấn đề giấy tờ từ vấn đề thuế, vấn đề với tiểu bang vân vân, thì coi như làm ngăn nắp lại cái hội, coi như là với cái thời gian vừa qua thì cũng hơi bị đi vào quên lãng, thì anh em chúng tôi cũng bận rộn hơn với một số cái công việc, gọi là mình hơi có một chút cái sự sắp xếp lại vấn đề từ thủ tục đến giấy tờ, cho đến vấn đề mà mình cũng một cách là mình đang warm up lại, rồi kêu gọi lại các anh em trong lĩnh vực địa ốc, và không những chỉ riêng địa ốc, nhưng mà hình như là chúng ta cũng rất là nhiều các anh em ngoài lĩnh vực địa ốc, nhưng mình liên hệ địa ốc, phải không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Mình muốn kêu gọi cả những title company, những công ty bảo hiểm, những builder, để mình có thể affiliate make tất cả những company mà nó affiliate với lại real estate, để mà mình làm nên một cái gì đó nói chung, để mà phục vụ cho quý đồng hương Houston được hữu hiệu hơn, được tốt hơn, cũng như là
tranh thủ được cho bà con đồng hương Houston của mình tất cả những quyền lợi mà mình có thể, giống như là những chương trình First Time Home Buyer cho những người mua nhà lần đầu tiên, hay là những chương trình tài trợ của chính phủ. Thì đó là những cái goal mà em với lại An đang muốn working on để mà có thể đem được nhiều hơn những cái quyền lợi cũng như là những cái lợi ích mà mình có thể chia sẻ với quý đồng hương Houston. Vâng, và cũng như là ba anh em chúng tôi cũng có bàn đến những cái sinh hoạt thường kỳ hơn, làm cho cái sinh khí của hội được sống động hơn với những cái sinh hoạt thường kỳ, không phải chỉ là họp mặt, trao đổi, network, nhưng mà cũng có thể là trau dồi những cái lúc mà mình họp thì cũng có thể là có những cái chủ đề khác nhau, hoặc những buổi training khác nhau, phải không? Dạ, thì cái goal của hội đó là tại vì khi mà mình, quý vị cũng biết rồi, khi mà mình ra làm việc với lại tất cả những cái cộng đồng bạn, thì mình muốn lấy cộng đồng của mình cũng được mạnh, lớn mạnh, và cũng được những cái hiểu biết mà những người cộng đồng bạn người ta có. Thì giống như cộng đồng bạn mình thấy giống như có Chinese Realtor Association, thì họ cũng gom lại với nhau để mà học hỏi từ những người đi trước, để mà có thể chỉ những người đi sau, để mà những cái người ta có thể cái experience đó có nhiều hơn, để mà có thể có những cái kiến thức rộng rãi hơn, để mà có thể phục vụ đồng hương. Thì cái hội của chúng em ở đây á, là tụi em cũng muốn làm như vậy, có nghĩa là muốn tất cả những người realtor người Việt Nam mình có đủ cái khả năng và đủ cái kiến thức, đủ cái experience để mà không những mình serve cái người khách của mình, mà còn có thể nói chuyện với những cái người realtor cộng đồng bạn của mình. Vâng, thì cái hội cũng đóng một vai trò giống như là hỗ trợ nữa, vừa nối kết vừa hỗ trợ, cũng như là đoàn kết lại hơn, để cho có nghĩa là phục vụ được cho quý vị được hiệu quả hơn từ những cái kiến thức, hoặc là từ những cái dữ kiện thông tin mà mình truyền tải cho nhau. Mà phải nói là cũng phải thấy là người gốc Trung Hoa ở đây đó, họ có cái hội rất là mạnh. Mỗi lần mà họ họp hàng kỳ đó thì chúng tôi thấy nghe nói là đến 200-300 người lận. Chứ còn chúng ta đó thì trong thời gian vừa qua thì cũng đang gọi là khởi động máy thôi, nhưng mà cũng rất là vui, thì cũng có khoảng chừng là 50 anh em rất active. Dạ, đúng không? Đúng rồi, cũng được rất là nhiều sự chia sẻ cũng như là hợp tác, cũng như là willing để mà make cho cái hội của mình nó lớn mạnh hơn của rất là nhiều người. Vâng, nói đến đây thì cũng phải nói như vậy, thì cũng rất là cần các anh chị em trong lĩnh vực địa ốc, hoặc là những lĩnh vực về làm loan, mượn nhà, rồi lĩnh vực insurance, lĩnh vực title. Nếu mà các anh chị em nào gốc Việt Nam đang trong lĩnh vực này thì có thể là tham gia cùng với hội, để mà cùng nhau chúng ta góp một bàn tay lại, làm cái cộng đồng của chúng ta, nhất là trong lĩnh vực địa ốc này, được mạnh mẽ hơn, để mà mình còn sánh vai cùng với lại các cộng đồng người bạn nữa, đúng không ha? Và với cái sự kêu gọi đó, cũng như là cũng kêu gọi của quý đồng hương, cũng có sự hỗ trợ, mà nói đến hỗ trợ thì phải nói là, cho nên là cái buổi ra mắt ban chấp hành mới tới đây đó sẽ cần rất là nhiều sự hỗ trợ của quý vị. Không biết các chị cho biết một chút về cái buổi ra mắt tới đây, ngày giờ ra sao, rồi có chương trình gì đặc biệt không để mời quý vị đến để mà ủng hộ hoặc là xem cái gì? Thật sự ra thì mình đang dự định khoảng 40-50 bàn. Và bây giờ mình còn được lại khoảng 5-6 bàn mình cần phải bán ra cái số vé. Và ngoài ra thì chương trình của mình có ca sĩ Lương Tùng Quang, có ca sĩ Khánh Hà, có ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân, ca sĩ Khánh Linh, và hình như mình còn thêm một ca sĩ nữa, phải không em? Ca sĩ Minh Phụng. Chương trình của mình được diễn ra tại nhà Kim Sơn vào lúc 6 giờ chiều thứ sáu này, ngày 10 tây tháng 6, tại Kim Sơn vào lúc 6 giờ chiều. Xin mời quý vị đồng hương nếu mà có thể nhín thời gian ra để đến tham dự, chia sẻ cùng với Hội Đầu Óc Houston. Vâng, thì chương trình thì nói là bắt đầu 6 giờ rưỡi, có lẽ là chúng ta có thể 6 rưỡi 7 giờ là chúng ta bắt đầu tiếp tân, nhưng mà thường thì chúng tôi cũng dự trù là có khoảng chừng nửa tiếng 45 phút để mà mình tiếp tân quý vị vào, rồi sắp chỗ. Thường là hy vọng là chúng ta có thể bắt đầu chương trình khoảng 7 giờ 45. Thì với cái chương trình thì cũng có được sự phục vụ rất là chu đáo với những món ăn mà quý vị cũng yêu thích ở tại thành phố Houston này, ở với nhà hàng Kim Sơn. Cũng rất một là cảm ơn. Một cái menu mình lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Cũng cảm ơn chị Minh Tâm là coi như là đã deal với lại bên nhà hàng Kim Sơn với một cái thực đơn vừa ngon mà lại vừa được giảm giá. Dạ, thì quý vị cũng tới để vừa có entertainment, vừa có dinner, và gặp gỡ với lại tất cả những anh chị em trong hội đéo. Vâng, thì nói đến đây thì chúng ta cần kêu gọi quý vị đến, thì quý vị sẽ liên lạc ra sao về vấn đề đặt bàn, hoặc là
bảo trợ thì liên lạc như thế nào? Quý vị có thể liên lạc với anh Quốc Bình, có thể liên lạc với em Trần, hay là liên lạc với bản thân Minh Tâm. Có thể liên lạc cho anh Quốc Bình ở số điện thoại 832-860-8867, hay là bản thân của Minh Tâm là 281-650-4789. Còn có thể liên lạc với em Trần, số điện thoại là 832-858-9888. Và để mà lấy vé tham dự cái chương trình, cũng như là bảo trợ, hay là có thể kêu gọi những công ty về bảo hiểm, hay là inspection, hay là những cái công ty mà liên quan đến Reoc có thể đến tham dự để mà gắn kết cái mối liên hệ, để mà có những cái contract, những cái deal trong tương lai. Đúng rồi, chúng ta nghĩ là trong cái ngành nghề chuyên môn nào cũng vậy, cũng hay có những cái association. Và khi mình họp mặt với nhau, không những là chỉ mình trao đổi kinh nghiệm với nhau, nhưng mà cũng đôi lúc nó cũng là một cái môi trường để mà quý vị cũng có thể là có business được nữa. Tại vì nhiều khi mình vừa mới bán nhà xong, mình vừa mới thấy người kia làm địa ốc, và hoặc là vừa làm loan trong lĩnh vực mà mình thấy thích hợp cho khách. Đúng mình rồi. Thì mình giới thiệu liền luôn. Thì đó là cho nên là cũng vừa kết hợp được với nhiều lĩnh vực khác nhau. Mong là các anh chị nào mà thấy là mình cùng góp phần một tay được thì liên lạc đến chúng tôi nữa, chứ không phải chỉ riêng quý đạo Đồng Hương đến ủng hộ và cũng như là tham gia một chương trình vừa văn nghệ vừa dạ tiệc. Chúng tôi được biết là sẽ có, nếu không có gì trở ngại thì có phần dạ vũ nữa, nếu mà phần đông quý vị mà hưởng ứng. Thì mình có thể là mời chị Tâm với lại An Trần có một chút về mình đang có bao nhiêu công ty địa ốc mà tham gia với chúng ta trong cái ngày gala rồi, để mà nhiều khi đôi lúc mình liên lạc là người broker, nếu quý vị nào trong công ty đó đó là nhớ đi, hoặc là quý vị thấy công ty mình chưa có nhớ nhắc. Dạ, thì bây giờ mình đã có những công ty như là State Farm của anh Scott Lê, Declaration Title với chị Tris Bùi, AB Realty chị Christine, anh Christopher Phạm của PSS Title, Bảo Trần của Houston Home Investment, American Title của anh Trí Nguyễn, Alpha Realtor của cô Nga Dung Nguyễn, Top One của Judy, and Precious Realty của chị Kim Thoa, Realty Associate của chị Kiều Đoàn, Nguyễn Association của Kevin Hưng Nguyễn, Chicago Title với Karen Trần. Mình miss còn Calvin Hoàng của Matrix. Của Matrix Realty, Kevin Đức Nguyễn của Absolute Realty, Realtor Associate của với Jason Huỳnh, Luc Đinh với Worldwide Realty, và An với Apogee Properties, chị Linh Đặng của LN Mortgage, Allstate với anh Vinh Nguyễn, Empro Realty với anh Thơm Trần, First American Title and American First Realty, and then chị của anh Thiện Phạm, của anh Thiện Phạm, and then của chị Lily Minh Tâm. Mình có Chicago Title, có Remax của chị Queen Lương, rồi có Priority Insurance, mình cũng mới ghé văn phòng thấy cũng lớn lắm ở ngay đường Highway 6. Có anh hôm nay mình có là Linh là của công ty DNL Mortgage. Thì đó là cũng là chúng tôi cũng rất là vui với cái sự hưởng ứng của rất là nhiều các anh chị trong lĩnh vực chuyên môn liên hệ đến địa ốc trong thời gian qua. Nhưng mà thật sự chúng tôi nghĩ là đây là chưa thấm vào đâu, chúng tôi nghĩ là Houston mình nhiều hơn lắm, những công ty rồi. Này nhiều lắm đúng không? Có là mình chưa, có là có lẽ chúng tôi vẫn chưa có đủ phương tiện lắm để mà reach out đến hết tất cả các anh chị mà người Việt Nam ngoài kia. Nhưng mà hy vọng là với cái talk show này, cũng như là chúng ta sẽ để trên mạng cũng như là Facebook á, thì sẽ hy vọng là quý anh chị nào mà trong lĩnh vực địa ốc, với việc làm loan, làm insurance, làm title đó, thì nối kết lại với chúng tôi. Thì được biết là chúng tôi cũng vừa mới thành lập mới lại đây, rồi cũng có cái membership. Mới quý vị mà đóng membership á, thì hình như là cũng có một số đông quý anh chị cũng đã đóng membership. Dạ đúng rồi, đó là một cái sự rất là tán thành của số đông những cái người mà đến dự cái buổi họp của mình hôm 4 tháng 3. Thì mấy anh chị mới nói là thôi bây giờ mình đóng một cái membership để mà mình có một cái quỹ nhỏ nhỏ để mà tạo cái website mới cho hội, rồi có những cái chi phí cần thiết để mà mình phải trả ra. Nên cái đó thật sự ra nó là chỉ là một cái phí rất là tượng trưng, nhưng mà nó để cho hội có được một chút xíu quỹ để mà
trang trải những cái chi phí cần thiết vậy thôi. Dạ vâng, thì khi mà khởi đầu lập ra thì mình cũng phải tốn ngay cả như mấy trăm đồng tiền với tiểu bang, rồi tiền mình cứ mở account chỗ này, mở account chỗ kia đó để thành lập đó, thì nó cũng sẽ một số gọi là cái tốn phí khởi đầu. Thì cũng mong là hội sẽ hoạt động và phục vụ được tốt với lại các anh em trong lĩnh vực chuyên môn địa ốc, nhưng mà cũng đồng thời nữa là phục vụ tốt hơn cho đồng hương mình của chúng ta tại đây. Đó là cái điều tâm huyết của anh em của anh Bình Trần cũng như Minh Tâm và An Trần ở đây muốn mang đến cho quý đồng hương, cũng như là anh em đang có trong một cái planning là mình sẽ tạo ra một cái website, một cái trang web bỏ tất cả, mong muốn rằng bỏ được tất cả những cái listing của tất cả những agent, những người realtor Việt Nam lên trên cái listing đó, để mà Việt Nam mình, tại vì có nhiều người không có muốn nói chuyện với lại agent Mỹ hay là như thế nào đó, thì họ có thể lên đó họ coi được tất cả những cái listing của Việt Nam mình. Có nghĩa là mình có cái network riêng của mình. Một cái network riêng của mình, giống như người Hoa, họ cũng có cái network riêng của họ, có một cái website list toàn bộ những cái listing. Có nghĩa là mình cũng có một chút ưu tiên hơn bởi vì trong cái nội bộ đó. Đúng rồi. Mà nếu tính lại hết người Việt Nam lại với nhau đó, nói thật là cũng phải nói là mấy trăm nhà một lần đó mà đúng mình rồi, có thể là cho quý vị có chọn luôn. Đúng rồi. Vâng, thì đó là với cái niềm vui cũng như là chia sẻ của quý vị, thì phải nói là trong những ngày tháng qua thì hội của chúng ta, hội chuyên viên địa ốc đó, thì lần này chúng tôi cũng thấy rất là tự hào, bởi vì đa số mình thấy là trong sinh hoạt của các hội đó, thường là cái người chủ tịch là người cứ đi đâu cũng thấy có người kéo cày gọi là liên tục, nhưng mà chúng tôi rất là vui với cái sự cộng tác có rất là đông anh em trong đại diện. Bây giờ là chúng tôi có 3 anh em ở đây, nhưng mà chia ra thì nâng đỡ nhau rất là nhiều, chưa kể là một số những anh em mà trong cái board member, rồi chúng tôi thấy là có khoảng chừng 10 mấy anh em đang rất là tích cực. Thì nữa là chúng ta một đội ngũ 10 người thì nó sẽ gọi như là nhân cái sức mạnh lên thành trăm, đúng không? Với lại không những mà mình chỉ làm cho địa ốc không đó, thì nếu mà anh mọi người nhớ lại những cái năm mà em nhớ là những năm bị bão Katrina, thì hội địa ốc cũng đã không những anh em gom tiền lại để mà giúp đỡ cho những cộng đồng ở đây, và không những vậy mà còn đi tới New Orleans để mà phục vụ cho những người đồng hương ở bên đó. Thành ra em nghĩ là cái này cũng là một cái để mà cái hội để mà mình có thể đem tất cả những anh em địa ốc lại với nhau, không những mà mình chỉ giúp cho nhau mà có thể giúp lại cho cả đồng hương của mình. Vâng, thì trong lịch sử ở tại thành phố Houston chúng ta thì hội địa ốc cũng giúp rất là nhiều, mang đến cách thiện nguyện hoặc là tương trợ xã hội cũng rất là có, tại vì lĩnh vực địa ốc thì cũng có những người cũng nhờ vào quý đồng hương sử dụng dịch vụ của những anh em Việt, người Việt Nam, cho nên là đó là một cách những người chuyên viên địa ốc họ đóng góp lại cho cái cộng đồng của chúng ta, trong chẳng như là giúp chùa ở chỗ này, giúp nhà thờ chỗ kia, hoặc là những nạn nhân trong cơn bão. Hy vọng là trong những ngày sắp tới đó thì hội địa ốc sẽ đóng một cái vai trò gọi là sẽ có cái cơ hội với cái khả năng phương tiện nhiều hơn để mà tích cực hơn nữa với lại cộng đồng của chúng ta, chứ không phải chỉ riêng trong cái phạm vi là chuyên môn với nhau hoặc là chỉ là hàn huyên với nhau thôi. Vâng, thì có lẽ là chúng ta cũng còn đôi phút, thì một lần nữa thì mời chị Minh Tâm có lẽ có lời mời quý vị đến cái buổi gala của chúng ta và đặt bàn mua vé. Thật là ngại quá, nhưng mà bây giờ thì cũng không biết nói làm sao. Mình còn khoảng chừng 5 hay 6 bàn đúng không anh Bình? Dạ, thì cái số bàn thật sự ra nó cũng không có quá nhiều, nên hôm mà mình có cái buổi họp của tất cả những người trong hội đốc thì mình có mời, thì mỗi người có bảo trợ một bàn. Thì bây giờ Minh Tâm cũng kêu gọi, cũng xin mời những công ty địa ốc, những công ty mortgage hay là insurance, cũng như là builder, cũng như là home inspection, những công ty mà có liên quan đến địa ốc cũng có thể tham dự, cũng có thể đặt bàn, đặt vé để mà tham dự, không đi hết một bàn, mình cũng có thể lấy vài vé, 5 vé, 3 vé, 10 vé gì đó, thì có thể đến để chung vui cùng với hội địa ốc và để đến để mà chia sẻ, cũng như là nhìn thấy được cái sự đoàn kết của hội địa ốc Houston và cái sự phát triển tất cả trong ban chấp hành, mong rằng sẽ đem đến cho quý đồng hương được một cái hội địa ốc phát triển và chia sẻ với lại tất cả bà con đồng hương Houston của mình về những cái kinh nghiệm, cũng như là những cái lớp training hay là những cái buổi hướng dẫn cho bà con để lấy được những cái benefit của chính phủ.
Vâng, một lần nữa chúng ta sẽ có chương trình đặc biệt gì trong ngày thứ 6 tới đây, mùng 10 đây tháng 6 này? Dạ, mùng 10 tây tháng 6 thì mời quý vị đến với chung vui với lại chúng em. Thì không những vậy đó, Hội Địa Ốc chúng em còn có trong cái ngày đó thì mình có giống như nãy anh Phú Bình có nói là về những cái menu của Kim Sơn rất là ngon miệng. Ngoài ra mình còn có ca sĩ Khánh Hà, ca sĩ Lương Tùng Quang, ca sĩ Minh Phụng, Hoàng Quân và Khánh Linh để mà phục vụ entertainment cho quý vị. Coi như là lực lượng cũng khá là hùng hậu. Mình có full band luôn đó, mình có full band của nhạc sĩ Võ Đức Phương. Âm thanh ánh sáng anh Tài. Dạ. Và cũng như là ngày hôm đó sẽ là họp mặt rất là đông đủ những anh em trong lĩnh vực địa ốc. Thì mong là quý vị cũng đến cùng chia sẻ niềm vui cùng với lại cộng đồng chúng ta đang lớn mạnh. Một lần nữa thì quý vị nhớ liên lạc đến văn phòng của chúng tôi là First Texas Realty hoặc là văn phòng của DT&T Management hoặc là Apogee Properties để có những câu hỏi thêm hoặc là bảo trợ hoặc là mua bàn đặt vé. Chúng tôi cũng có một số quý vị đồng hương cũng mới gọi vào mà đặt 2-3 vé đó, thì quý vị mua vé lẻ vẫn có rất là nhiều, cho nên quý vị là đừng ngại ngùng, hãy đến với chúng tôi trong ngày thứ 6 tuần này, đó là ngày mùng 10 tây tháng 6 tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bao Le. Đến đây chúng tôi cũng đã hết giờ và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau và cũng như là tại Kim Sơn trong thứ 6 cuối tuần này nhé. Và xin chào tạm biệt, chào hai chị. Chào anh Quốc Bình và chào quý vị khán thính giả của Đài Chào anh Quốc Bình, chào em Trần và chào quý vị khán thính giả.